Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với phần giao lưu chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập trung tâm đào tạo từ xa của trường Đại học Hồ Chí Minh. Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay xin giới thiệu với quý vị và các bạn, bạn Phan Huỳnh Xuân Thịnh, hiện là sinh viên liên thông ngành quản trị kinh doanh hình thức đào tạo từ xa. Và vừa rồi bạn cũng đạt giải ba giải thưởng tài năng Lương Văn Can do báo Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức. Xin chào bạn Xuân Thịnh. Thì trước tiên bạn có thể cho biết là hiện tại ngoài việc đang đi học tại trường thì bạn có một công việc nào hay không? Từ lúc mà bắt đầu đăng ký học tại trường học mở hình thức đào tạo từ xa từ khoảng cuối năm 2014 là em đi làm rồi. Từ đó đến nay em chuyển khoảng 3 công ty. Công ty thứ nhất là tập đoàn Việt Tiến Mạnh, sau đó là tới một công ty dạng như startup về kỹ thuật hữu cơ. Rồi đến tháng 11 năm 2015, tức là năm ngoái, thì em với lại các bạn làm chung công ty tách ra và tự khởi nghiệp riêng. Cái dự án khởi nghiệp tiên cũng chính là cái dự án của em đặt giải thưởng tài năng Văn Can. Như vậy là trong cái giải thưởng tài năng Văn Can cho báo Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức, thì không biết là cái nhóm đặt giải thì chúng ta có quen biết từ các trường đại học hay không, và với việc là theo học và các kiến thức mà bạn đã tiếp nhận từ trường đại học ở Hồ Chí Minh là cái giúp ích cho bạn như thế nào trong việc mà đạt giải thưởng tài năng như vậy? Thì trong nhóm startup của tụi em thì chỉ có mình em là ở tại trường đại học của mình, còn các chị khác thì học những trường khác, cũng đã tốt nghiệp cũng lâu rồi, với lại cũng lớn tuổi hơn em nhiều. Nếu mà nói về kiến thức thì hầu như là toàn bộ kế hoạch của cái dự án trở bay của em là lật nát hết tất cả những cái tài liệu của trường cung cấp, thậm chí là có những cái giờ giảng mà em phải đăng ký học ké những lớp khác để có thêm kiến thức để làm những cái dự án của mình. Như vậy là với cái dự án dịch vụ giao hàng chỗ bay đã giới thiệu bạn là thứ ba những cuộc, như bạn có thể chia sẻ thêm thông tin về cái dự án? Nếu mà nói về dự án dịch vụ giao hàng chỗ bay á, thì nó có ba điểm đặc biệt. Thứ nhất thì những cái người hiện những cái chuyến giao hàng đó là nữ. Thứ hai á, thì những cái nữ nhân viên của em á, là những người phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những người được trả về từ những cái trung tâm cải tạo nhân phẩm, hoặc là những người mà có chồng đi tù hoặc là chồng mất vì bệnh AIDS. Nói chung là phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cái thứ ba nữa là tụi em đã tự xây dựng được cái cẩm nang dẫn đường riêng, với lại một cái bộ quy tắc ứng xử mà chỉ có công ty em có. Và từ đầu đến giờ chúng ta đã trao đổi về việc bạn đạt giải thưởng tài năng Lương Văn Can, thì bây giờ chúng ta hãy quay trở lại việc bạn đang học tại nhà trường. Thì với việc theo học tại trường Đại học Hồ Chí Minh thì không biết là lý do nào bạn lại chọn hình thức đào tạo từ xa của nhà trường? Thứ nhất là tại vì em quen với lại cách tự học, từ lúc mà học cao đẳng thì em đã học, có thể thấy là tự học nó tốt hơn là thường xuyên phải lên giảng đường, cho nên là cái lúc mà lựa chọn hình thức đại học đào tạo từ xa của Đạt mở thì em thấy thứ nhất là thời gian linh hoạt, thứ hai đó là chương trình đào tạo phù hợp, thứ ba đó là cái chi phí nó hợp lý. Cái đó thì cũng bắt đầu cũng chọn là thử để coi một thời gian mình có thích hợp hay không, nhưng mà càng học thì càng thấy là ở cái chương trình đào tạo từ xa của Đạt mở mình nó rất là tốt hơn những cái gì. Như vậy bạn có thể chia sẻ thêm những cái dịch vụ hỗ trợ trong quá trình học tại nhà trường? Thì như hồi nãy em cũng có nói là em quen với cách tự học rồi, thì khi mà lên giảng đường á thì các thầy cô cho hướng dẫn trong chương trình đào tạo từ xa thì chỉ giúp mình ôn tập lại thôi, nhưng mà sau đó khi mà em về em tự nghiên cứu thêm, đọc sách thêm, hay là những cái kinh nghiệm thực tiễn như thế nào, hoặc là những cái trường hợp rắc rối em gặp ngoài đời á, thì em có thể gửi mail cho các giảng viên và mọi người, các thầy cô giúp đỡ rất là nhiệt tình. Với lại cái em thích nữa là cái giáo trình của đại học, những cái giáo trình của đại học mà các bạn nó rất là hay, nó có nhiều đưa nhiều cái điểm vào trong cái giáo trình của mình. Trở lại giải thưởng tài năng Lương Văn Can do báo Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức, thì ông Nguyễn Thanh Minh đại diện ban tổ chức đã trao đổi như thế này: doanh nghiệp nào tuyển dụng những đội ngũ ứng viên có kinh nghiệm làm việc, còn sinh viên thì lại đau đầu vì chẳng có đơn vị nào đứng ra cấp giấy chứng minh năng lực cho họ. Vô tình là nguồn cung và nhu cầu không gặp được nhau, thì bạn nghĩ gì về quan điểm này? Em cho là quan điểm nó đúng. Nhưng mà quan điểm nó đúng thì cái cách mà các bạn sinh viên đối xử sao với cái quan điểm đó thì cũng là một vấn đề khác. Các bạn có thể là
bớt ảo tưởng lại. Mình không có cần phải là một cái đơn vị nào đó đứng ra cấp giấy chứng nhận về kinh nghiệm hay là về kiến thức của mình, mà mình phải tự chứng minh cho doanh nghiệp thấy được cái điều đó. Thứ nhất là bạn có thể tham gia những một số cuộc thi giống như là bài giải thưởng tài năng lưu thông can, hoặc là các bạn khi mà phỏng vấn á, các bạn có thể nói là tôi đã trải qua công việc này và tôi có được cái kinh nghiệm từ công việc đó như thế nào. Và rồi khi mà doanh nghiệp đã tuyển dụng rồi á, thì người ta sẽ đánh giá dựa trên cái công việc thực tiễn, chứ không phải là nói là tôi có giấy chứng nhận về kinh nghiệm của mình thì tôi giỏi hơn các bạn khác. Đó là như vậy. Như vậy thì hỏi thêm bạn là có thể chia sẻ để là trong cuộc vòng chung kết xếp hạng thì có 3 bạn đúng không? Trong đó thì 2 bạn thì theo hình thức thẻ chính quy, một bên bạn thì theo hình thức là bạn visa. Thì bạn thấy có hạn chế gì trong cái việc của bạn tham gia cái giải thưởng này trong cái vòng chung kết xếp hạng? Em cũng không có cảm thấy là phải hạn chế gì hết. Mỗi bạn đều có một cái thế mạnh riêng. Hai bạn kia thì hai bạn đó được những cái thầy cô trong trường bạn đó giúp đỡ. Em thì không có được thầy cô trong trường giúp đỡ tại vì em không liên hệ, và em cảm thấy là mình đủ sức để đạt được cái giải thưởng đó nên em không liên hệ. Và em rất là tự hào vì mình có thể đại diện được cái chương trình đào tạo từ xa của Đại học Mở để đi thi mà được nhận được giải cao. Vì em hơn các bạn ở chỗ là em đã đi làm rồi, em có kinh nghiệm thực tiễn rồi. Và cái chương trình đào tạo của em nó không có gò bó em về mặt thời gian, cho nên em muốn làm gì em làm và em có khả năng phát triển hơn các bạn đó. Nếu mà nói các bạn đó là lợi thế hơn thì chắc không hẳn, không hẳn là như vậy. Vâng, cảm ơn bạn đã tham gia chương trình của hôm nay. Thì xin chúc bạn có nhiều sức khỏe và bạn tiếp tục hoàn thành cái học tập của mình, và đặc biệt chúc bạn thành công trong cái dự án dịch vụ giao hàng cửa bay mà bạn đã tham gia và đăng ký 3